Rồi, xin chào anh em, lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ Con 68. Thì cũng như thường lệ mà thôi, tầm khoảng giữa tuần thì mình sẽ đồng hành cùng anh em trong một cái video mà để gửi cho anh em những cái thông tin mà nó cập nhật nhanh nhất trên thị trường, để anh em có thể nắm bắt được cái diễn biến thị trường của chúng ta như thế nào, để mà thuận lợi hơn trong cái quá trình đầu tư và quan sát của anh em nha. Rồi, thì như tầm khoảng cái tuần trước đó, mình có chia sẻ đến cho anh em rằng là chúng ta sẽ có một cái tháng 8 tương đối là dễ thở. Dễ thở ở đây là vì sao? Vì chúng ta tới tháng 9 là tháng 9, tháng 11 và tháng 12 thì chúng ta mới có những cái đợt nâng lãi suất tiếp theo từ Fed. Vì vậy nên những cái áp lực mà anh em chúng ta đã phải chịu đựng từ khoảng là tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 thì dường như là đến thời điểm bây giờ là chúng ta mới thấy được cái phản ứng giá của BTC cũng như là toàn bộ thị trường altcoin. Chúng ta mới có một cái sắc xanh, nó dần dần nó phục hồi đúng không anh em? Thì đây cũng là một cái tín hiệu rất là vui. Nhưng mà trong tuần này đó thì đối với mình là một tuần này là một tuần rất là đặc biệt, nên là mình rất là hào hứng khi mà chia sẻ những cái thông tin này đến cho anh em. Tại vì sao? Tại vì chúng ta có những cái thông tin mà nó liên quan tới Bitcoin, và chúng ta cũng có những cái thông tin mà nó rất là sôi động ở trên cái thị trường DeFi nữa. Đó, và đặc biệt là ngay tại thời điểm này, một cái thời điểm mà dường như là mọi thứ nó đang quá là chán nản và nó đang dần dần nó không có được chuyển biến, nhịp đập của nó không có được sôi động như trước đây nữa, thì đó cũng là một cái tín hiệu khá là khởi sắc khi mà trong một cái thị trường ảm đạm của chúng ta mà chúng ta lại có những cái sự chuyển động mà mặc dù chúng ta có tiêu cực, mặc dù chúng ta có tích cực, nhưng mà theo mình nghĩ đó, theo cái kinh nghiệm của mình thì ở trong bất kỳ cái thị trường nào thì ngay cả khi nó bị gián đoạn mà chúng ta vẫn có những cái sự chuyển động nó sôi động như vậy thì chứng tỏ là thị trường đó nó vẫn còn thu hút được nhiều cái sự quan tâm từ các nhà đầu tư anh em. Rồi, và mình sẽ không dài dòng nữa, chúng ta hãy tiến ngay vào cái video ngày hôm nay thôi nha. Rồi, anh em có thể thấy được rằng là trên cái màn hình của mình thì chúng ta có một cái biểu đồ nó khá là quen đúng không anh em? Thì đây là cái biểu đồ mà nó cho chúng ta thấy được rằng là cái khoản đầu tư Bitcoin của MicroStrategy, một trong những cái cá mập mà lớn nhất hiện tại đang cầm cái số lượng Bitcoin rất là khổng lồ anh em. Nó lên tới khoảng là 129.698 BTC. Đây, anh em có thể nhìn thấy ở bên cái góc trái màn hình của mình ở đây. Và một cái điều thú vị khác là anh em có biết được rằng là vào tháng 11 năm 2021, khi mà Bitcoin đã đạt một cái đỉnh gọi là 69.000 đô, thì lúc đó cái khối lượng tài sản của MicroStrategy đó thì họ đã lên tới khoảng là tầm 7-8 tỷ USD. Nhưng mà ngay tại thời điểm hiện tại, khi mà Bitcoin nó liên tục nó đâm như vậy, thì cái khoản đầu tư ban đầu của MicroStrategy đó anh em, thì hiện tại là họ đã lỗ tới khoảng là 900 triệu USD rồi. Và đã có một cái thời điểm là họ lỗ đến 1.2 tỷ cơ. Thì ngay cái trên biểu đồ này anh em có thể thấy được rằng ở đây nó cho chúng ta là cái giá của MicroStrategy mua vào Bitcoin, mỗi Bitcoin là bao nhiêu. Thì ở đây nó thống kê cho chúng ta rõ luôn là 30.658 đô. Đó, và cái giá chuyển động của Bitcoin bây giờ là 23.000 đô, tức là họ đang lỗ. Đó, và cái số tiền này đó là không phải là cái số tiền mà của CEO Michael Saylor riêng hay là cái số tiền của MicroStrategy riêng anh em, mà là đây chính là cái số tiền mà những cái cổ đông nhà đầu tư họ đã tin tưởng vào cái công ty MicroStrategy này, họ đầu tư vào. Đó, và cái người ra quyết định để sử dụng số tiền đó ra sao đó chính là CEO Michael Saylor. Thì ông đã cầm một cái khoản tiền rất là khổng lồ anh em, nếu mà ông đầu tư vào Bitcoin, và bây giờ á, với một cái vị thế như vậy mà anh em nghĩ rằng là lỗ tới 1 tỷ đô, thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái mức phần trăm với nhau đi, thì anh em có thể thấy được rằng là nếu mà mình đầu tư 1.000 USD vào thị trường, mình lỗ 30% thì nó là không có đáng kể. Nhưng mà với một cái vị thế cá voi như vậy thì mình chắc chắn rằng là ngay cả CEO Michael Saylor thì chắc chắn ông cũng phải phần nào ông bị tâm lý đúng không anh em. Và cái này là mình nói vui thôi, nhưng mà chúng ta sẽ không thể biết được là ông có bị tâm lý thật hay không. Nhưng mà vào trong khoảng là tối ngày hôm qua thì chúng ta đã có một cái tin tức nó thể hiện cái điều đó, đó chính là CEO Michael Saylor đó là ông đã không có còn làm CEO của MicroStrategy nữa, thông qua một cái báo cáo quý tài chính 2, cái quý 2 năm 2022 của công ty MicroStrategy đó. Mà thay vào đó đó thì cái người cộng sự của ông đó chính là ông Phong Lê nha anh em, ông Phong Lê. Thì ông này đó trước đây ông làm CFO của MicroStrategy, tức là giám đốc tài chính đó, thì ông Phong Lê sẽ thay thế cái vị trí của ông Michael Saylor để mà lên làm CEO, và ông Michael Saylor sẽ chuyển dịch xuống. Đó, thì cái lý do mà được ông Michael Saylor ông đưa ra đó, thì ông nói rằng là cái việc mà phân bổ lại cái vai trò, cái vị trí làm việc trong cái công ty đó là để cho phép cả ông và cả MicroStrategy có thể theo đuổi một cách nó tâm huyết hơn đối với Bitcoin, mà ông không có bị chi phối bởi những cái hoạt động kinh doanh của MicroStrategy nữa. Thì đó là cái lý do mà CEO Michael Saylor đưa ra nha anh em. Nhưng mà nếu mà chúng ta hãy nhìn một tí vào cái việc mà ngay cả đích thân CEO Michael Saylor ông đang lỗ khoảng là 1 tỷ USD như vậy, thì chắc chắn rằng là ông sẽ bị những các cổ đông rồi các nhà đầu tư của MicroStrategy chỉ trích rất là nhiều đúng không anh em. Và với một cái vị thế là ông đang lãnh đạo cái đầu tàu của MicroStrategy nữa, thì dĩ nhiên là họ sẽ phải bắt buộc họ cân đo đong đếm sau đó để mà có thể dịch chuyển những cái vị trí đó với nhau. Đó, một mặt
một mặt là để có thể cải thiện hơn những cái hoạt động kinh doanh của MicroStrategy trong tương lai, và cái này là theo mình nghĩ thôi, thì mặt khác cũng có thể là đang là trấn an dư luận nữa nè. Đó là về cái khoản đầu tư Bitcoin của MicroStrategy. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào cái kết quả báo cáo tài chính quý 2 của MicroStrategy đi, thì họ đang lỗ khoảng là 918 triệu USD, một cái khoản lỗ cũng khá là khổng lồ nha anh em. Đó thì nhưng mà cũng như trước đây mà thôi, cứ mỗi lần qua một cái báo cáo quý tài chính nào đó thì MicroStrategy vẫn lỗ, nhưng mà họ vẫn hành động ở các tháng tiếp theo là nếu mà họ có tiền thì họ sẽ vẫn mua Bitcoin mà thôi. Và cái tuyên bố của CEO Michael Saylor trước đây thì đến bây giờ vẫn vậy. Mặc dù chúng tôi lỗ 1 tỷ đô đó, chúng tôi hoạt động kinh doanh thua lỗ đó, nhưng mà ông sẽ không bán bất kỳ một Bitcoin nào cả. Và có một cái thông tin mà mình cũng muốn chia sẻ lại cho anh em để mà chúng ta nắm được về cái tình hình của MicroStrategy, là MicroStrategy đó đã từng vay một cái ngân hàng, đó chính là ngân hàng Silvergate, một cái khoản tiền mình nhớ không nhầm là tầm khoảng là gần 200 triệu đô để mà có thể mua thêm Bitcoin anh em. Và cái khoản vay đó sẽ được thế chấp bằng Bitcoin luôn. Và nếu mà giá của Bitcoin á, mà rớt xuống về tầm khoảng là 3.600 USD thì MicroStrategy sẽ bị thanh lý, BTC luôn. Đó, nhưng mà đứng trước sự kiện đó thì dường như là ông Michael Saylor thì ông vẫn không có sợ hãi về cái việc này lắm, mà ông cũng nói rằng là nếu mà Bitcoin rơi về cái ngưỡng đó thì ông sẽ dùng những cái tài sản khác để mà có thể thanh lý cho Silvergate, chứ ông cũng không bán một Bitcoin nào cả. Thì dĩ nhiên là đây cũng là một cái tin của mình nghĩ cũng khá là lớn, tại vì như anh em biết được rằng là trước đây mọi người tin vào Bitcoin đúng không? Mọi người tin vào CEO của MicroStrategy là Michael Saylor rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ có lẽ trong khoảng thời sắp tới chúng ta sẽ không còn thấy Michael Saylor đứng trên một cái cương vị là CEO và tiến hành mua Bitcoin nữa, mà mình nghĩ rằng cái tên nó sẽ thay thế bằng cái tên của ông Phong Lê, hoặc chúng ta cũng sẽ biết được rằng đó chỉ là MicroStrategy một công ty thôi, chứ sẽ không còn cái sự hiện diện của CEO Michael Saylor nữa. Thì đây cũng là một cái hành động để ông giảm được cái áp lực dư luận và giảm được cái áp lực mà ông đang chịu thua lỗ trước truyền thông và trước cộng đồng anh em. Đó, cái đó là theo quan điểm của mình. Rồi, và chúng ta cũng đã có một cái vụ hack tầm khoảng đầu tuần này, đó chính là một cái cầu nối cross-chain Nomad. Thì anh em biết á, thì về cơ bản thì cái cầu nối cross-chain này thì là một cái cầu nối mà nó nối giữa Ethereum và Moonbeam. Thì Moonbeam thì chắc chắn là mình nghĩ rằng anh em cũng biết rồi. Thì đây là một cái dự án cũng khá là nổi tiếng, một cái parachain làm về smart contract ở bên Polkadot. Thì cái sự việc này á, nó bắt nguồn từ một cái nhà phát triển của ví MetaMask á. Thì cái ông này đó, ổng đã lên Twitter để mà ổng phát hiện ra rằng á, là đã có một cái cuộc tấn công vào cái cầu nối cross-chain Nomad và rút hàng loạt những cái token đại diện, như là token đại diện của Bitcoin, token đại diện của Ethereum và USDC và cùng nhiều cái token trên Ethereum khác. Đó, thì á, cái ông này đó, ông đã phát hiện ra một loạt cái giao dịch như vậy, và chỉ trong 2 tiếng sau thôi anh em, chỉ trong 2 tiếng sau thôi thì smart contract của Nomad đã bị rút cạn tiền luôn và giảm từ mức khoảng là 176,6 triệu USD về bằng không luôn. Đó, nhưng mà nó có một cái điều thú vị đó, là một người dùng, là cái người dùng này mình nghĩ là cũng khá là nổi tiếng, vì cái người dùng này là cái tài khoản Fatman Terra này, là cái người mà đã vạch trần ra cái sự thật của cuộc khủng hoảng Terra Luna, rồi những cái phết mà rất là nổi trong thời gian gần đây luôn. Thì cái người dùng này đó, họ mới nói rằng là cái tình trạng mà bị hack của Nomad đó, nó có một cái diễn biến nó khá là hài hước, đó chính là đây là một cái vụ hack phi tập trung anh em. Đó, mà mình xin giải thích ở đây là tại sao gọi là phi tập trung. Tại vì á, một hacker đã hack vào Nomad và rút tiền ra, thì những cái người dùng khác đó, mặc dù họ không có biết là phải code như thế nào, phải lập trình như thế nào, đó, mà họ chỉ cần dán cái địa chỉ ví, tức là họ chỉ cần dán cái địa chỉ ví rút tiền của họ vào thôi, và họ copy cái lệnh của hacker thôi, thì họ cũng đã trở thành hacker rồi. Thì cái điều này nó, anh em cứ hình dung ra một cái việc nó giống như việc bị hôi của vậy anh em. Tức là một cái đoàn tàu bị cướp, xong rồi anh em là người đi đường á, anh em không cần phải cầm súng, anh em không cần cướp gì cả, anh em chỉ cần là đá chống xe xuống anh em lại, anh em lượm những cái đồ rơi vãi thôi. Thì mình nói tới đây thì mình hơi mắc cười một tí, nên là anh em thông cảm như mình nha. Thì nó tương tự như vậy cho anh em dễ hiểu. Đó, thì cái hacker này cũng vậy, một người hack nhưng mà mấy người kia chỉ cần thay đổi cái địa chỉ rút tiền là của họ và dán cái lệnh đó vào thì đã rút được tiền, đã trở thành một cái hacker rất là xịn sò của cái cầu nối cross-chain Nomad này rồi. Thì đó là toàn bộ cái câu chuyện này. Nhưng mà tại cái thời điểm mình làm video này đó, thì anh em có biết được rằng là đã có những cái hacker mũ trắng, tức là những cái hacker mà họ không có phải là hacker mũ đen, là họ phát hiện ra cái lỗi đó, họ cầm một đống tiền đó nhưng họ sẽ sẵn sàng trả lại dự án nếu mà bên phía dự án có một cái thỏa thuận với họ, mà ở đây mình gọi là một cái bot bounty. Nếu mà mình nghĩ rằng là nếu bên phía Nomad mà không có bất kỳ một cái chương trình bot
một cái chương trình bus party nào mà cho những cái bài hát này thì mình nghĩ là cái sự việc này nó sẽ rất là lâu. Và những cái người mà bị ảnh hưởng hoặc là những người bị hôi của thì những ai mà đã hôi của rồi thì họ cũng đã có phần thưởng của họ rồi, nhưng mà cái người mà chịu thiệt hại nặng nhất vẫn chính là người dùng anh em đó. Và khi mà cái câu nói cross channel mass này á mà nó xảy ra rồi á thì anh em biết á, nó có những cái nền tảng xung quanh cũng bị ảnh hưởng theo luôn. Và ở đây mình xin tóm gọn lại cho anh em, đó chính là ai. Thứ nhất đó chính là về Moonbeam. Thì anh em biết là Moonbeam là một cái dự án rất là chất lượng của bên Polkadot khi họ làm về smart contract để mà họ kết nối với Ethereum đó. Thì bên phía Moonbeam thì họ cũng đang trong cái quá trình họ rà soát lại xem có một cái lỗ hổng nào không. Và mình nghĩ rằng là khi mà Moonbeam bị vạ lây ở cái dự án này thì đây cũng là một cái điều đánh tiếng để cho Moonbeam có thể xem xét lại cái sự uy tín của mình và sẽ có một cái lời giải thích nào đó đến với cộng đồng. Tại vì theo mình quan sát thì Moonbeam sở hữu một cái cộng đồng rất là lớn và những cái nhà đầu tư họ cũng tin tưởng Moonbeam rất là nhiều kể từ khi được triển khai trở thành một cái parachain đầu tiên trên Polkadot. Và phía sau nữa là Connect, đó một cái vì sao là Connect, một cái dự án về cũng làm về cross chain luôn, cũng khá là thân với Nomad. Và cuối cùng đó chính là Fmos, một cái dự án mà anh em thấy rằng là trong 2 ngày gần đây cũng tăng khá là nhiều đó. Thì đây là ba cái bên mà liên quan nhiều nhất đối với cái cầu nối Nomad này hai anh em. Rồi nhưng mà cái sự việc khác nó chưa dừng lại ở đây đâu, và ngày hôm nay, đúng trong hôm nay luôn, chúng ta đã có một cái vụ nó lớn hơn như vậy nhiều, đó chính là về Solana anh em. Thì anh em biết rằng là ngay cái thời điểm mình xin chia sẻ cho anh em thật lòng luôn, là ngay cái thời điểm mình làm cái video này đó là cũng đã khoảng là 10 tiếng, 11 tiếng, 12 tiếng trôi qua rồi. Nhưng mà khi mình lên mình tìm hiểu về thông tin về cái vụ hack này của Solana thì mình không biết là cái nguyên nhân nó đến từ đâu. Mà cái điều này nó xuất phát từ cái việc đội ngũ phát triển của họ vẫn đang lay hoay để họ tìm ra nguyên nhân anh em. Thì cái việc này đang khiến cộng đồng khá là bức xúc và cộng đồng cũng đang rất là lo lắng, đặc biệt là những nhà đầu tư. Họ đã ôm Solana và họ đã để cái token Solana trong cái ví của họ nha anh em. Rồi, và cái sự việc này nó đến từ đâu? Thì ở đây đó, thì vào sáng hôm nay đó thì anh em biết là sao? Đó chính là Solana đó, thì ngay khi mà họ chưa có khoanh vùng được cái lỗ hổng của mình, họ chưa có xác định được cái nguyên nhân của mình, thì cái số ví bị ảnh hưởng trong một cái vụ hack này đó thì nó đã lên tới khoảng là gần 8.000 ví anh em. Và trong cái khoảng là 8.000 ví này và cái thiệt hại hack này á, nó gây ra tổn thất bao nhiêu tiền thì mình không có dám khẳng định, tại vì bên phía đội ngũ dev của Solana thì họ vẫn chưa có công bố thông tin về cái mức thiệt hại của cái vụ hack này. Nhưng mà ở bên phía Paxil á thì anh em thấy là họ đã có một cái thống kê sơ khởi thôi chứ không có phải là một cái mà đưa ra một cách nó chính thức, nên anh em có thể dùng cái mức thiệt hại này làm tham khảo nha. Đó chính là khoảng là 8.000 đô nè đó ở những cái ví khác. Trước khi mà Solana bị ảnh hưởng thì những cái ví, những cái người dùng của Trust Wallet hay những người dùng của Slot Wallet đó thì cũng đã bị ảnh hưởng là khoảng là 80.000 đô, bao gồm 7 ETH, 42.000 USDC, 12.000 USDT và 6 PAX đó. Và trong những cái mà ví mà bị ảnh hưởng bởi cái vụ hack này thì nặng nề nhất thì chỉ có Phantom thôi anh em, chỉ có Phantom, một cái ví cũng rất là đình đám ở Solana. Và khi mà cái ví này á gặp cái sự cố như vậy thì anh em biết những nhân vật nổi tiếng trên thế giới như là về ông Amir Tsangirai là một CEO của Avax nè, hoặc là CZ cũng vậy, thì những cái người đó là họ đã đăng thẳng trên Twitter rằng họ nói là những cái nhà giao dịch, những cái nhà đầu tư mà đang giữ Sol trong những cái ví như Phantom và những cái ví mà có liên quan đến hệ sinh thái của Solana thì họ nên chuyển token của họ vào ví lạnh hoặc là chuyển lên những cái sàn SEC Tier 1 như Binance hoặc là những cái sàn SEC mà tương tự với Binance như là FTX hoặc là những cái sàn khác đó anh em. Thì như vậy đây là hai cái phương hướng giải quyết đầu tiên để chờ đợi trong cái vấn đề là đội ngũ dev của Solana tìm ra được cái nguyên nhân để mà có thể giải quyết sự cố cho người dùng. Tại vì nếu mà họ còn để Sol trong ví của người dùng đó thì các hacker họ sẽ lấy mất. Thì như anh em đã thấy là hồi nãy mình có nói cho anh em là 8.000 ví, gần 8.000 ví bị hack của Solana. Nó giống như kiểu là anh em để ví, anh em để token Solana trong Phantom, anh em để NFT của Solana trong ví Phantom, anh em ngủ dậy một cái, anh em bị mất hết luôn. Đó, và hacker họ lấy từng tài sản của từng người trong từng ví đó và nó tạo ra một cái hiệu ứng dây chuyền hack rất là lớn ở bên Solana. Và đến thời điểm hiện tại thì cũng đã có nhiều cái thông tin là bên phía Solana đó là họ cũng đã đóng cái chain của họ lại rồi, tức là họ đóng tất cả những cái chain không có hoạt động nữa để cho những cái giao dịch đó nó không có được luân chuyển nữa. Vì vậy nên anh em có thể hiểu được rằng là bây giờ Sol ở trên sàn giao dịch chỉ đang được giao dịch bởi những người mua bán qua lại mà thôi, chứ còn nguyên hệ thống của Sol thì hiện tại chúng ta không có giao dịch Sol qua các mạng lưới được đó. Nên vì vậy anh em có thể thấy là anh em để trong ví dụ như MetaMask hoặc là ví của C98 hoặc là ví bất kỳ một cái ví nào đó anh em chuyển thì nó cũng không có qua
đó, vì Seoul họ chưa có mở ra và họ vẫn đang trong một cái quá trình gọi là tìm hiểu và để giải quyết vụ việc. Thì đây là một cái vụ việc rất là nghiêm trọng, đối với mình là rất là nghiêm trọng, tại vì nếu mà anh em nhìn vào năm 2021 kéo dài cho tới nay đó thì Seoul dường như là đã sập cái khoảng, mình nhớ không nhầm là dường như là 10 lần đúng không anh em, gần 10 lần đó. Thì đây một cái blockchain lớn như vậy và theo cái xếp hạng của DeFi Llama thì cái tổng giá trị bị khóa của Seoul dường như là chỉ là đứng thứ 3, thứ 4 đó, một cái blockchain nó lớn như vậy, TVL hàng tỷ đô như vậy, vốn hóa một cái market cap xếp thứ 8, thứ 9 thị trường, nhưng mà vẫn bị sập liên tục như vậy. Và đến ngày hôm nay lại bị thêm một cái sự cố nữa, mà thay vì những lần trước là mình nhớ không nhầm đó là sập cỡ khoảng là 9-10 tiếng, 12 tiếng là đã giải quyết được rồi, nhưng mà ngay tại thời điểm làm video thì bây giờ cái nguyên nhân vẫn chưa tìm ra luôn, thì mình chưa nói được cái trường hợp là sẽ giải quyết, khi nào giải quyết xong. Tại vì tìm ra nguyên nhân thì đội ngũ phát triển phải cần một khoảng thời gian nữa để có thể giải quyết được cái trường hợp này. Thì đây là cái sự việc tâm điểm mà mình muốn gửi đến cho anh em, và mình cũng xin cảnh báo cho anh em rằng là những anh em nào mà đang dùng Seoul ở bên các ví khác thì anh em hãy làm theo lời khuyên của CZ đi, là hãy đưa lên sàn SEC hoặc là anh em đưa về ví lạnh như là Ledger nè, như là Trezor nè đó, để mà anh em có thể an toàn, tại vì chúng ta sẽ không biết được rằng cái sự việc này nó sẽ kéo dài đến bao lâu nữa anh em. Rồi, và tiếp theo nữa thì mình cũng có một cái thông tin vui đến cho anh em. Hồi nãy giờ chúng ta nói thông tin tiêu cực quá là nhiều đúng không, và cái thông tin vui này là gì, thì cái vốn hóa của Tether đó thì đã trở lại rồi anh em. Tức là sau tầm khoảng là tháng 5, tháng 6, tháng 7, anh em có nhớ cái sự kiện mà Terra sụp đổ, sau đó là những cái cuộc khủng hoảng thanh khoản nó liên tục, nó ồ ập tới thị trường đúng không? Thì vốn hóa của Tether dường như là lúc đó là đâm từ khoảng 80 mấy tỷ đô và xuống còn khoảng là rơi vào tầm 64 tỷ đô đó. Thì trong tuần này chúng ta đã có một cái tín hiệu khởi sắc hơn, đó chính là nguồn cung của Tether đã được bơm trở lại anh em. Đó, anh em có thể nhìn thấy cái biểu đồ trên đây của mình. Để mình bật biểu đồ 3 tháng, chúng ta nhìn không rõ, chúng ta hãy nhìn vào 1 tháng đi. Đây, anh em có thể thấy được rằng là từ khoảng là ngày 28, 29 thì Tether đã bắt đầu có những cái đợt bơm nguồn cung trở lại rồi. Và cái tín hiệu này nó cho chúng ta thấy được rằng là stablecoin đã dần nó đã trở lại ở trên cái thị trường chung rồi. Và vào đầu tuần này thì ông CZ đó, CEO của Binance, thì ông cũng đã phỏng vấn với CNBC và ông cũng đã nói được rằng là cái việc mà stablecoin để trên sàn quá là nhiều, tức là sao, tức là không phải là Tether đang giữ mà là người dùng họ đang cầm stablecoin, họ sẵn sàng họ quay trở lại thị trường. Chứ nếu mà chúng ta có một cái giả thuyết mà người dùng đã thoát khỏi thị trường rồi thì họ chỉ cần cầm stablecoin đó, họ đổi ra fiat và họ chuyển về ngân hàng của họ thôi, đúng không, chứ họ không có cần để giữ stablecoin trên sàn để làm gì cả. Thì đây cũng là một cái dấu hiệu cho chúng ta thấy được rằng là có lẽ đã có một cái bộ phận nhà đầu tư họ đã quay trở lại thị trường, và cũng có lẽ đã có một bộ phận nhà đầu tư họ đã sẵn sàng họ bắt đáy altcoin và bắt đáy bitcoin ngay tại thời điểm này rồi. Thì đây cũng là một cái tín hiệu tốt mà mình nghĩ rằng là ít nhất chúng ta sẽ phải duy trì đến tầm khoảng hết tháng 8 trước khi chúng ta phải đối mặt với tháng 9, một cái tháng đường lãi suất, và sau đó là tháng 11 và tháng 12 nữa anh em. Rồi, và về cái việc mà cross chain hồi nãy mình vừa nói với anh em á, thì anh em thấy bây giờ chúng ta hãy ngồi lại với nhau, chúng ta tính về cái vấn đề là cross chain bây giờ bị hack quá là nhiều đúng không? Chúng ta có Nomad 176 triệu đô, chúng ta có Poly Network vào năm 2021 tầm khoảng là 750 triệu đô, chúng ta có Ronin đó tầm khoảng 620 triệu đô, chúng ta có Harmony của bên, chúng ta có là Horizon của bên Harmony tầm khoảng 100 triệu đô. Đó, và chúng ta có Wormhole ở cũng ở trên Solana luôn tầm khoảng 325 triệu đô. Thì anh em biết được rằng là cái việc mà cross chain liên tục là một cái điểm đến nhắm như vậy, thì bây giờ thị trường DeFi anh em, những cái ông lớn bây giờ đó mấy ông đã bắt đầu sợ cross chain rồi. Thì cái việc đầu tiên mà sợ là gì thì anh em biết là trong cỡ khoảng là sáng nay thôi, thì bên phía AV là một cái nền tảng lending số 1 của bên Ethereum luôn, thì họ cũng đã đưa ra một cái đề xuất là họ sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ với Phantom, một cái hệ sinh thái mà đã làm mưa làm gió kể từ cuối quý 4 năm 2021. Vì cái việc họ đưa ra là họ sợ về cái vấn đề blockchain này anh em. Họ nói là tại vì Phantom là một cái hệ sinh thái mà mạng của Phantom là phụ thuộc rất nhiều vào các cầu nối blockchain, và đồng thời là cái việc kinh doanh của một cái phiên bản AVV3 ở bên Phantom thì cũng không có mang lại cái sự đáng kể. Thì ở đây mình sẽ cho anh em một cái bảng này để anh em có thể thấy được rằng là sao, là AV là một cái nền tảng lending hiện có TVL là 3,48 tỷ đô, một cái TVL rất là lớn đúng không, nhưng mà cái việc mà kinh doanh của AVV3 trên Phantom đó thì chỉ tạo ra khoảng 300 USD mỗi ngày thôi, và trong đó là trích ra 30 USD để chuyển về cái kho bạc, cái kho dự trữ của bên phía AV. Thì bên phía AV nó là tại vì thứ nhất là cái vấn đề kinh doanh sa sút đó, thứ hai là cái vấn đề Phantom đã kết nối quá nhiều với cross chain và phụ thuộc rất nhiều vào cross chain, vì vậy nên 30 đô chuyển về kho bạc của AV không có
không có đáng là bao nhiêu để mà AV có thể đánh đổi cái sự an toàn của các nhà giao dịch, cũng giống như là đánh đổi cái sự tồn tại của AVV3 trên Phantom. Nên là bên phía AV họ đã đưa ra cái đề xuất này để cắt đứt mọi quan hệ với Phantom luôn. Mặc dù ông có lớn bao nhiêu nhưng mà bây giờ chúng tôi đã sợ rồi, chúng tôi sợ cái vấn đề blockchain đó rồi. Thì đây là cái hành động đầu tiên của một cái nền tảng lending bên AV. Và tiếp theo nữa thì anh em cũng biết là Omosis, một cái nền tảng, một cái sàn DEX cũng khá là nổi ở bên hệ Cosmos Adam. Thì trong chiều nay đó thì họ cũng đã đưa ra một cái nâng cấp mới, khi mà cái trường hợp mình vừa nói với anh em là họ triển khai một cái bản nâng cấp được gọi là Scam Buster Upgrade. Đó, thì cái bản nâng cấp này đó thì dường như là sẽ là chỉ để là sao? Chỉ để thiết lập để chống những cái cuộc hack và cái cuộc spam của những cái đợt tấn công mà thôi. Thì như anh em thấy rằng là mới đây chỉ trong vài ngày qua thôi, chúng ta có những cái đợt tấn công như vậy, chúng ta có những cái đợt mà sập đổ như vậy, và nặng nề nhất đó chính là Solana. Thì ngay bây giờ những cái nền tảng lending hàng đầu của những hệ sinh thái khác, của những cái blockchain khác, bây giờ họ đã có những cái phòng vệ, họ cũng đã có những cái phản ứng nhất định của họ rồi. Thì chúng ta cũng thấy được rằng là đây, mặc dù đó là một cái tín hiệu tiêu cực khi mà chúng ta đã nhận được quá nhiều cái tổn thất từ phía người dùng, từ phía các hacker đánh cắp với số tiền lên tới hàng trăm triệu. Nhưng mà mình nghĩ rằng nếu mà chúng ta hãy nghĩ theo một cái chiều hướng tích cực khác đi, thì dường như đây chính là một cái chất xúc tác để mà cho DeFi có thể hâm nóng trở lại, để cho các nền tảng có thể cạnh tranh, có thể phát triển, có thể bảo vệ cái sự tồn tại của mình trên thị trường. Và cái điều đó dĩ nhiên rồi, bất kỳ ở đâu mà có drama, bất kỳ ở đâu mà có những cái sự cạnh tranh phát triển, thì ở đó sẽ có một cái sự hấp dẫn nhất định đối với các nhà đầu tư. Tại vì cạnh tranh luôn làm chúng ta đi lên mà, đúng không anh em? Rồi, và mình nghĩ rằng là cái video ngày hôm nay cũng đã khá là dài rồi, nên mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi với mình nha. Hẹn gặp anh em ở tuần sau. Bye bye.